Ngày nào đời như ý thơ, ước mong anh về lại.
để tông đường mà đi tham quan là không ăn chơi ở vùng biên giới, là nơi ăn chơi xa đọa đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay cũng cả ở khắp mọi nơi. Muốn uy tín mà ở đây đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong thẳng đi bằng tiền cười mà ganh đua như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là dùng bi, mình nhớ tăng tốn trước khi dạy dạy mày nếu không muốn trở thành phương đông. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương, mà các thiếu gia khi đến mua vui khi trên tay cầm nhiều ngân lượng. Đi con xe bạn số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương, không ăn to và nói lớn khi bộ nổ đang giữ chức tướng. Từng lúc lót cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ, mà toàn phần lớn phải gia chi tử mà mua chút thiền để mở bạc ti. Ăn chơi còn với chung dài mà giữ sĩ diện chơi đồ xa xỉ, mà nhìn bề ngoài ra vẻ nghi tư mà chủ đường gây buôn bán ma túy. Lượng hết cái phố đang màu mà ta ghé thăm sông bạc bên cát, là nơi dân chơi đổi tiền sau những phi vụ phạm pháp. Sông bạc lớn đã mỗi một ngày trên nghìn người đã bước ra vô, phía bên trong đã có tiền chu nắm hết cái phần tỷ số. Cái bàn nằm ở đây đây trong trời vô thể lắc cơ, hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đổi chi trong giấc mơ. Có giấc mộng mà đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ, do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con này. Bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu, nhưng sự thật là ngồi bên kia các chi nhánh để buôn đồ lậu. Muốn bố ráp mà phá đường dây mày thì chuyện đó để còn rất đâu. Để danh tiếng mà là doanh nghiệp làm thúc đẩy lên nền kinh tế, mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu, mà tạo điều kiện cho người làm thuê, làm công tác mà đứng từ thiện, mà dẫn chuyến hàng mà rất trí tệ, sắp xếp hết mà theo thứ tự hàng được chuyển cái dạng kinh thể. Có một phiến để giàu bị tôm hay khi đã nó giàu bột ngọt, cứ ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đúc lót. Vài chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều chót lọt, mà tay cho quà rồi tay nhận tiền mà chưa bao giờ gây hàng thất thoát. Có tài khoản ở nước ngoài vốn và có nhiều ngân lượng, ganh đúng khủng mà nhân cuộc sống rất giản dị đây không vô được. Quán xin hết mà trong lẫn ngoài cuộc sống như một âm tư, các đấu gần và sự thế khéo léo hơn trung nguyên chương. Có em úng mà đi tu phí, mà tại quán lớn cho đến quán nhỏ, cách ăn chia mà theo phần trăm mày phải chung chi đi khỏi nhân nhỏ. Đến cuối tháng mà thì phải đóng đúng phân sự mày khỏi cò mò, mà đừng có ngu mà đứng kể lại khỏi đồng phí thì mày làm to. Chính mắt tao mà đã chứng kiến mà đến bóng già đi đốt khách sạn, mất ông chủ cái quán mát xa mà rơi xuống đường từ lan can. Đứng đánh sập chỉ một quán bar chỉ một đêm cho tới sáng, mày muốn chống mày với bốn gà thì cũng tay mày tối như ta. Mà khá giả cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con khẩn, cậu cả cái xưa đi cầu khẩn, cậu cả lớn lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là thắng lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch mức thì cái kho cứ ăn mặc thức chứ cần gì thức cho chuyện mừng sách nè. Khoác tài sánh vai chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la, phải xanh vào trong cô ca mà ngồi sofa hô la cần tiền alo sao mà già cái cho vào trục sắp. Dù có khắp cậu cả cái chung chi cứ tiền ra đi cậu mà tỷ thí trả phí cùng mấy em đi chung. Cậu cả không tính chi để cậu với nhiều lời nói thị phi nè, cậu quen với cách chung chi tính phí bao xanh nói tỷ uy nè. Money, City, Barbie, Barry, Fendi, LV, Burberry,
Gucci. Người gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Còn thích cái hàng xa xỉ để phung tiền tẩy để lái Bugatti. Những hành vi khi thiếu suy nghĩ phải chung bằng năm bằng tháng. Cái án của cuộc đời mày là phải mời làm giàu cho người khác, mà lời của đồng tiền này nó khiến cái thiện trở thành cái ác. Đừng nhìn cuộc đời một màu u tối hay nghĩ là nó màu hồng. Đừng sửa sai bằng lời sám hối, cái thứ nhận lại là phiên kèo đồng. Thiện ác do tâm mà ra, đừng đặt quá nhiều quy tắc. Cuộc đời là những chuyến đi xa mà đừng để nằm trong song sắt. Phải quyết đoán cho cuộc đời mày, đừng để mọi chuyện nói quá mông lung. Đời không cho thời gian quá nhiều để mày nhận ra đâu là sai đúng. Hảo hán làm gì đó chính là khi mà thắng không kêu mà thua không oán. Đừng mang những lời thị phi vì lòng người thường hay đa đoán. Nó luôn tìm cách để chia mày xuống khi thấy mày có chút đỉnh thành công. Mày đừng có làm theo ý nó muốn, vì hạn những ngân bận lòng nghe chán đời không. We'll be right back.
nhân thiếu sợ bao lỡ bắt lẽo vì bao suy tư. Trời cao chẳng khuyên ta ngóng trông hao mòn, mình ta mang tình si biến ma điều với hận cùng đàn xen nhau. Hồi ức xưa đến khi nào ngừng lại đây. Đời nhân thiếu sợ bao lỡ bắt lẽo vì bao suy tư. Chờ tiếp bao xuân thu tháng năm quay lại. Bàn tay ai cầm chặt tay ta, đôi mắt nào vừa ở tim ta. Tận đêm khuya đã trôi lâu hơn nhờ.
sáng lấp lánh quên 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 quên
đêm đêm bị nhớ. Người từng nói bao câu hẹn được, người để ta thêm sai lầm hơn, người mang những tiếc nuối ân hận như thế này. Đến khi ta ôm bao trái ngang, nay muốn quay đầu nhưng đã buồn. Thân tránh chi, ta đã không là ta nữa rồi. Người từng nói bao nhiêu là yêu, người từng uống bao câu biển đi, từng câu nói chưa lúc xưa người còn nhớ gì. Ký ức xưa luôn bay đáy ta, khi có quên rồi khi muốn lòng quên đến đi một tình yêu ta đã từng. Quên rồi khi muốn lòng quên đến đi một tình yêu ta đã từng.